Dạ thì hôm nay con đi đến đây á thì con gặp lại sư bá, thì sư bá thì trên cộng đồng mạng mình á thì quan tâm tới cái chủ đề năm thìn á, thì thường thường người ta nói là năm thìn á thì có nhiều trận gió mưa, thì hôm nay có hai câu là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đạo binh, thì hôm nay mong sư bá giao duyên nói cho mọi người nghe cái đề này để biết mà mọi người lo mà tu tập á sư bá. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Lời nói đầu tiên, sư bá xin kính chào tất cả các khán giả cộng đồng mạng xem được những clip này. Thì qua cái câu mà em đặt ra để nhà mình chia sẻ đó, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, thì mình cũng xin nói vậy thôi, nói theo ý mình nha, chứ không phải là để mình nói cái chuyện thiên cơ. Thì chuyện thiên cơ là có lẽ là nếu nói ra thì sợ mọi người lại phản đối, còn mình chỉ muốn nói là tại sao gọi là long dĩ mà không là long không, mà không là dĩ, dĩ không, mà long thì coi như long là rồng, mà dĩ á, thì rắn. Thì ý muốn nói rằng là cuối năm thìn đầu năm rắn, đầu năm tỵ, cuối năm thìn đầu năm tỵ là khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đạo binh đó, mã đề dương cước anh hùng tận. Thì xin chia sẻ với tất cả mọi vị này lời này của Sấm Trạng Trình, và đã nói ra thì để cảnh báo chúng ta. Ui, chưa nói mà tự nhiên óc ác rỡn cái trơn rồi, kìa nó rỡn óc quá không biết sao, không biết cho nói hay không cho nói đây, rồi nói nó có bị phạt hay không đây cũng không hiểu được quá. Long là rồng, là năm nay là năm thìn, mà chúng ta thấy năm thìn năm nay là bão lụt nhiều quá rồi, đủ thứ hết, nào là giông bão, rồi ở Trung Quốc qua Việt Nam ra tất cả các nước, rồi đi qua bên Mỹ, rồi đó là long là giữa giữa năm, nhưng long dĩ thì nó cuối năm thì khởi chiến tranh. Thì quý vị thấy các nước chẳng hạn như là Hàn Quốc hay là Triều Tiên hay là các nước trên thế giới bây giờ đang kình nhau, bây giờ Biển Đông ở ngoài đó mà không biết sao mà cứ ông nào cũng xách nào là vũ khí, rồi tối tân, rồi tàu biển, tàu hạm này, đội rồi máy bay, rồi chuẩn bị súng đạn rồi nhiều quá. Thì có thể nói là khởi chiến tranh thì mình cũng không biết có hay không, nhưng mà thật sự mà nói là có lẽ là lời giảng trình tiên tiên trước thì chúng ta cố gắng nếu biết được như vậy thì chúng ta cố gắng là quay về đường đạo, đường chay chay lạc tu tập, thì có lẽ là và cầu nguyện, chúng ta tập trung tất cả mọi người đều cầu nguyện thì có lẽ là nhẹ nhàng hơn. Còn bằng không mà tự nhiên mà ấy xảy ra thì có lẽ là khó nói quá cái gì không? Bởi vì chiến tranh thế giới thứ ba thì người nào cũng biết có thể xảy ra. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta làm sao vậy? Hình như tu cũng chết, không tu cũng chết hả? Nhưng mà có lẽ tu thì nó nhẹ hơn chút. Giống như cái cơn mà vừa rồi và làng Nũ đó, là bị sạt lở chết người đó. Thì có một số người, không quát lỡ nữa, kỳ quá. Có một số người thì đi làm mướn, đi làm thuê chỗ khác. Thì cái cơn bão tới thì được sống sót. Còn những người đó bị nhận chìm trong trong đất. Thì cái đó là chiến tranh, đó là cũng cái đó cũng là chiến tranh, mà chiến tranh của thiên tai mà. Khởi chiến tranh không phải là chiến tranh đánh nhau,
mà bắn nhau, phá nhau hay là giết nhau. Mà cái chiến tranh này là cái thiên cơ ông trời mẹ cha trời mẹ đất thấy chúng ta con người chúng ta ác quá, tạo ra nghiệp nhiều quá. Thành ra bây giờ là bão lụt động đất đủ thứ. Cái chiến tranh này nặng hơn cái chiến tranh là súng đạn. Bởi vì mình nói chiến tranh mà súng đạn bắn nhau thì mình nói không khéo coi chừng bị dựa cột hay là coi chừng bị bắt vô ở tù căng lắm, không ai nuôi. Nhưng mà chiến tranh này mình nói chiến tranh này thì quý vị thấy không? Vừa rồi đó là một cái cơn bão quá sức tưởng tượng. Cơn bão quá sức tưởng tượng là ở Việt Nam chúng ta, ở Làng Nủ, ở Yên Bái, ở Lào Cai và các tỉnh nơi kia nhiều quá, chết chóc thiệt hại thiên tai nhiều quá. Và đồng thời thêm cái nữa là ở bên Mỹ cũng nhiều quá. Thì mình chỉ nói chiến tranh này thôi chứ còn không có nói chiến tranh kia. Có chiến tranh kia không được đâu nha. Còn chiến tranh kia nó có hay không thì chuyện đó là do coi như là ấn định, mà con người chúng ta hiền với nhau thì nó không có, mà con người ta hung thì chắc chắn sẽ có. Còn đơn giản giống như mình chúng ta mà quay về đầu về tu thì giống như giữ một giới thôi, một giới là ăn chay thôi, thì chúng ta ăn chay thì nó không không sát sanh, mà không sát sanh thì nó thêm cái nữa, thứ hai nữa là những người bán thì cũng không bán được, rồi những người mà giết để bán thì cũng không có giết bán, rồi những người nuôi thì cũng nuôi rồi bán cho ai không, rồi cái nguyên coi như là khí hậu của mình đó, thì những cái chất thải của các con vật nuôi ra thì nó lại dơ bẩn rồi ô uế này kia. Thì nói chung là nếu trường hợp chúng ta ăn chay thì nó đỡ cái nghiệp sát, mà lôi thêm một cái người bán là đỡ tội, cái người giết cũng đỡ tội, cái người nuôi cũng đỡ tội. Và cuối cùng là gì, chúng ta ăn chay chúng ta hiền, mà hiền thì đâu có cự nhau đánh nhau, đâu có chửi mắng nhau, thì làm sao có chiến tranh, làm sao có chiến tranh, làm sao có trộm cướp, làm sao có cướp giật. Rồi ăn chay nó kéo thêm một cái nữa là chúng ta không nhậu, mà không nhậu thì tai nạn giao thông thì không có, mà không nhậu thì coi như là nhắc lại một lần nữa thì coi như cảnh sát giao thông khỏe, khỏi bị kiểm tra nồng độ đó. Rồi tòa án cũng sẽ khỏe, là khỏi xử án bị tai nạn đụng đánh nhau này kia, hay là làm thêm cái nữa là bệnh viện cũng nhẹ nhàng, là không bị thương tích. Ví dụ lỡ mà tai nạn giao thông mà đụng vô cái chấn thương sọ não hay gãy giò ha, là nói chung là bị tai nạn nặng đi thì bệnh viện cũng mệt, bác sĩ cũng mệt, và tất cả đều mệt. Mà nếu chúng ta ăn chay thì nó đỡ cái trường hợp là không có nhậu nhẹt á, thì nó nhẹ nhàng hơn. Cái thứ hai nữa là thuốc men không hút, mà không hút thì đỡ bệnh. Rồi thêm cái nữa là không hút thuốc thì coi như là cái khối nó không có được, không có ảnh hưởng môi trường. Mà thí dụ trong nhà chúng ta mà chúng ta ngồi chúng thuốc đó, thì khối mà trong nhà thì con cháu em út này kia nọ nó bị khói thuốc, rồi bị bệnh bị này kia nọ. Còn chúng ta không hút, mà coi như cả thế giới này không hút thuốc thì nó nhẹ. Rồi bắt đầu quay lại thì những cái chỗ mà sản xuất thuốc lá đó thì phải chuyển qua làm chỗ khác, làm việc khác. Coi như làm xí nghiệp may, xí nghiệp dài, xí nghiệp điều hay này kia nọ gì đấy à, thì những nhà máy sản xuất thuốc lá nó không còn sản xuất nữa, bởi vì thuốc lá thì hút là có hại cho sức khỏe cho mọi người. Thì nếu trường hợp chúng ta cử được thuốc lá thì nó cũng đỡ được một cái phần nào, mà đỡ chi phí tiền. Nhưng tự nhiên mua chơi gói thuốc mấy chục ngàn cái đem đốt, đốt hoài đốt hoài, mà chúng ta biết đốt tiền đó chứ không phải không, mà cứ đốt hoài thì chúng ta buông nó đi ra đi thì nó khỏe, phải không? Đó là rồi những người sản xuất thuốc lá hay là những chỗ trồng thuốc lá thì làm việc khác, kiếm việc khác làm, nó lợi ích hơn nhiều. Bây giờ mình sản xuất ra là thuốc độc hại cho mọi người, rồi cuối cùng quay lại là lại 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 tốn công tốn sức đủ thứ, rồi phải hút cho bệnh, rồi lao, rồi ho, rồi bắt đầu bác sĩ phải trị bệnh, rồi bệnh viện tốn đủ thứ, phải không? Hay là uống rượu cũng vậy. Thì nếu trường hợp chúng ta không uống rượu nữa thì nhà máy sản xuất thuốc bia thì phải dẹp, rồi nhà máy sản xuất rượu dẹp dẹp, rồi
coi như là những cái nhà máy thì làm lại cơ quan, chẳng hạn may vá xí nghiệp này kia kia nọ, rồi những cái người mà trực tiếp sản xuất thì không làm, không sản xuất nữa, thì không sản xuất nữa thì ra làm chuyện khác có lợi ích cho xã hội. Còn những chỗ mà trồng lúa mì hay trồng nếp đồ gạo đồ đó để nấu thì trồng lại là gạo nếp để làm chuyện khác, còn lúa mì thì cũng làm chuyện khác. Những cái chỗ đó thì trồng rau cải hay là trái cây này kia nọ thì lợi ích cho rất nhiều, trong khi nếu trường hợp chúng ta cử được hai cái là rượu và thuốc đó, là cái ăn chay nó có lợi như vậy. Mà ăn chay rồi thì đâu có nói giọng ngữ, đâu có dám nói dốc, rồi cũng không có dám tà dâm đó, rồi không có trộm, không có cắp, rồi không ăn trộm, không ăn cắp, không ăn cướp, rồi nói chung là hình như là lợi rất nhiều quý vị. Nếu mà chúng ta chỉ giữ một giới ăn chay thì rất nhiều. Thì quý vị nghĩ đi, nếu trường hợp mà chúng ta là những người ăn chay mà hiền như vậy thì làm gì có chuyện là long vĩ xà đầu hỡi chiến tranh. Nãy giờ tôi nói vòng 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 đó thì trở về kết thúc về, nếu mọi người đều hiền, biết tu học mà hiền với nhau thì làm gì có chuyện mà cự nhau, làm gì có chuyện đánh nhau, phải không? Làm gì có chuyện chiến tranh không quý vị? Mà nếu trường hợp mà chúng ta làm gì môi trường tốt mà tất cả mọi người đều hiền thì cha trời mẹ đất thì cũng nhẹ nhàng. Ví dụ không chặt cây, không phá rừng, rồi không sản xuất vũ khí thì làm gì có đánh cha, có chiến tranh. Mình ví dụ cha con với nhau, lỡ cự lộn với nhau, lỡ ngộ sát thôi. Trong đó có một người chết, thì một người chết thì bây giờ tòa án xử là tệ nhất cũng phải tử hình, cái tệ nhất cũng phải là trung thân, hoặc là 10-20 năm, hay là tử hình, vì mạng đền mạng mà. Nhưng mà tại sao thì mình cứ sản xuất vũ khí rồi bắn ra một, quăng một trái lựu đạn chết bao nhiêu người, bắn một cái lọt súng ra chết bao nhiêu người, hay là bắn một trái B-40 hay trái đạn nào ra chết bao nhiêu người, rồi bom nguyên tử chết bao nhiêu người, rồi sản xuất ra rồi xe tăng rồi bắn ra chết bao nhiêu người, máy bay bỏ bom chết bao nhiêu người, đó thì tàu lặn này kia nọ, rồi nói chung là tất cả các việc mà nếu mà hôm mà sản xuất vũ khí ra thì biết chết nhau đó, đánh nhau chết nhau, biết đó là ác đó. Nhưng mà tại sao là cấp bằng kháng chế rồi tùm lum, tôi cũng không hiểu, mà giết nhau như vậy thì không ai xử, sao không tử hình ông này kia nọ đi, mấy ông sản xuất vậy bắt mấy ông tử hình đi thì sao không tử hình à, mà lại cấp bằng sáng chế này kia nọ. Thì nói chung nếu trường hợp chúng ta mà biết được trường hợp đó thì tất cả vũ khí không sản xuất, không đánh nhau thì làm sao có chiến tranh. Thì cái câu mà long vĩ xà đầu ở chiến tranh tôi chỉ xin chia sẻ như vậy thôi, chứ còn tôi không dám nói là chừng nào hay như thế nào hết đó. Thì long á là rồng, mà vĩ á thì là rắn, thì coi chừng cuối năm nay và cuối năm rồng và đầu năm rắn thì chúng ta chuẩn bị tinh thần quay về, tất cả mọi người hiền hết thì đâu ai dám cầm súng bắn, chẳng hạn như giờ ăn chay không rồi sao dám cầm súng bắn, giờ sao dám cầm lựu đạn, giờ sao dám cầm bom mìn rồi kia nọ ha. Thì xe tăng là cũng không lãi đi, mà máy bay cũng không có bỏ bom, thì nếu chúng ta mà ăn chay như vậy thì chắc có lẽ là không có chiến tranh, còn bằng không mà tạo nghiệp ác hoài thì có lẽ là như vậy, có lẽ là sẽ có chiến tranh. Thì mình chỉ nói như vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Sư bá chia sẻ cái này, nếu trường hợp có gì xin quý vị quan hỷ nha. Quan hỷ. Dạ, thì con cũng rất là cảm ơn sư bá là đã chia sẻ cái câu chuyện này. Thì hôm nay á thì cũng có một trên cộng đồng mạng mình á thì xôn xao cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng và sư Thích Minh Tuệ. Thì Dạ. hôm nay con cũng mong sư bá diệu duyên nói cho mọi người nghe một chút xíu về cái phần này để cho mọi người nghe và nắm bắt được cái thông tin đó sư bá. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà nói về cô Phương Hằng và sư Minh Tuệ thì hai người thì người nào cũng tốt hết. Bởi vì sư Minh Tuệ là một người đã tuyệt đỉnh tất cả Việt Nam và thế giới. Nhiều người mà theo sư Minh Tuệ cũng có gọi sư Minh Tuệ là tu đắc quả, hay là một vị Phật sống, hay là vị A-la-hán tái sinh về. Thì sư Minh Tuệ là mặc dù sư Minh Tuệ tu không làm gì ra tiền, có nhiều người nói không làm gì ra tiền, nhưng mà sư Minh Tuệ cái bước đường tu là bộ hành của sư Minh Tuệ, bộ là bộ phấn tạo, bộ y phấn tạo của sư Minh Tuệ. Thì ngài mặc bộ đồ đó mà tất cả mọi người hiện giờ Việt Nam và cả thế giới đều bắt chước cái bộ đồ của ngài mặc. Ngũ sắc là năm màu, là
mọi người thấy cái chỗ mà bộ đồ phấn tảo của ngài là y phấn tảo, mà hành thì đó là bộ đồ, còn hành đó là ngài đi bộ hành và ngài thực hành. Mọi người thấy như vậy bắt chước tu theo nhiều quá. Bây giờ hiện giờ nhiều người từ hồi Sư Minh Tuệ mà xuất hiện ra rồi, hiện tại giờ phút này thì nhiều người tu theo và nhiều người ăn chay. Theo tôi được biết thì rất nhiều người ăn chay và cố gắng là kiềm chế lại là những cái việc sát sanh, những cái việc mà làm ác làm tội thì trở về hiền nhiều lắm. Thì và đồng thời thêm cái nữa là chỗ ngay xứ sở của ngài ở Gia Lai đó, thì hiện tại giờ đất đai cũng có là lên giá, rồi nhiều người tới đó để giúp đỡ, gọi là chia sẻ rồi phát quà rồi cho những người nghèo đói, hay là nói chung làm tất cả các việc thiện. Thì Sư Minh Tuệ giàu cho ông tu như vậy, nhưng mà cuối cùng quay lại là một cái lợi ích rất nhiều, là rất lớn lao, là mọi người đều quay đầu về hướng thiện về là dùng Gia Lai và hướng thiện về đường Phật Pháp, và coi như là nhiều người chuyển tâm chuyển tánh nhiều lắm. Nói về Sư Minh Tuệ thì chúng ta không thể bàn được nữa. Ngài là thực hiện 13 hạnh đầu đà, và ngài ăn cơm nhà quan, ngủ nghĩa địa, ăn một bữa. Mà ăn một bữa thì nếu trường hợp tất cả mọi người chúng ta Việt Nam hay trên thế giới này ăn một người một bữa đi, thì lương thực nó rẻ, nó bớt lại nhiều lắm, thì không có còn đói, không còn ấy nữa. Còn cái việc cái bộ hành của ngài thì ngài ngủ như vậy thì chúng ta đâu có các nhà lầu, đâu có xe hơi, đâu có gì nhiều, ngài cũng đi bộ luôn đó. Thì cái về Sư Minh Tuệ thì nói chung là nếu mà nói mà tốt thì hình như là không có người tàu tốt bằng. Mà cái hạnh của Sư Minh Tuệ thì thật sự mà nói là dân Việt Nam chúng ta hiện giờ đang chờ, đang ngóng, đang trông Sư Minh Tuệ xuất hiện ra để được diện kiến ngài. Thậm chí là ngài ẩn tu rồi, nhưng mà cuối cùng quay lại thì mọi người đã đến cốc Sư Minh Tuệ và giếng cốc Sư Minh Tuệ, và thật sự mà nói là người người ta tới là người ta sùng bái đến nỗi là cái cốc không có ai hết mà cũng lại. Mà thật sự nói là chính tôi là người đã đến chỗ cốc Sư Minh Tuệ, sư bá đã đến cốc Sư Minh Tuệ và cũng đã gieo duyên chỗ đó, rồi cũng nói một hai bài pháp, cũng có cộng đồng mạng cũng có đăng lên là về cốc Sư Minh Tuệ là mình có đánh đó. Và đồng thời thêm cái gieo duyên nữa là đã gặp cha mẹ Sư Minh Tuệ, cha Sư Minh Tuệ hiện tại giờ này cũng kêu Sư Minh Tuệ bằng thầy, và mẹ Sư Minh Tuệ cũng kêu bằng thầy. Thì mình thấy là tu mà đến chuyển đổi đến mức độ đó thì tất cả mọi người đều kêu là thầy Minh Tuệ hay là Sư Minh Tuệ. Thì mình sẽ liên hệ lại cái này câu này nè quý vị à, cái câu là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nói về Sư Minh Tuệ thì ta nói cái này, thì hồi xưa là Thái tử Tất Đạt Đa, khi ngài bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, ngài đi tu. Và ngài đi tu thì cuối cùng quay qua lại là gì? Ngài đắc quả. Và ngài đắc quả thì ngài lấy được tất cả các lòng dân, dân tất cả Việt Nam trên thế giới, tất cả mọi người đều mến phục ngài. Đó là coi như là bình thiên hạ, lấy được lòng dân. Cái thứ hai trị quốc, thì bây giờ nếu trường hợp Phật Thích Ca mà ông không tu đắc quả thì ông chỉ trị quốc bằng các cách là lên làm vua một vài chục năm rồi hết đời vua đó thì không còn cái gì lưu truyền. Nhưng ngài Thích Ca, ngài Thái Tử Tất Đạt Đa tu thành Phật và lưu truyền tới giờ phút này là trị quốc, mà không ai hơn Phật Thích Ca. Vì Phật Thích Ca là mấy ngàn năm rồi nhưng vẫn tồn tại, người nào cũng Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi tề gia là khi ngài trở về, ngài đi tu đắc quả, ngài về thì độ luôn được gia đình, độ luôn được coi như con của ngài, và độ được vợ, độ được luôn cha luôn mẹ đó, thì coi như là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì hiện giờ Sư Minh Tuệ đã được hết lòng dân
toàn Việt Nam và cả thế giới thì người nào cũng mến mộ, cũng quý ngài Trương Minh Tuệ, mà coi như là ngài chưa nói gì nhiều nhưng mà ai cũng muốn được gần ngài, muốn được thăm viếng ngài, muốn được kính lễ ngài, muốn được lại ngài, thì cái đó là bình thiên hạ trước rồi bắt đầu mới nếu mà nói là trị quốc. Thì bây giờ như sư Minh Tuệ hay cùng với tất cả các sư khác, các thầy khác, thì nếu trường hợp mà nói mà biểu quyết để coi chấm người nào đắc quả, chấm người nào tu tốt, chấm điểm người nào có thể đứng ra hướng dẫn về Phật pháp, hướng dẫn về dạy cho Phật pháp tu, thì cái việc là hình như là nếu kêu biểu quyết thì 100% tôi không dám nói, chứ cả 90% là biểu quyết về sư Minh Tuệ là một người đã tu mà cái hạnh mà mọi người yêu mến gọi là trị quốc. Rồi bắt đầu trở về tại gia. Tại gia là hiện tại giờ này, tại sao hồi trước là cha sư Minh Tuệ là phải kêu sư Minh Tuệ bằng con, mẹ sư Minh Tuệ kêu bằng con, nhưng tại sao bây giờ lại cha sư Minh Tuệ lại kêu sư Minh Tuệ bằng thầy, mẹ cũng kêu bằng thầy, và tất cả mọi người đều tôn sùng. Đó là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn chúng ta không hiểu được là chúng ta cứ nghĩ là tề gia là thôi để cho tôi lo việc nhà tôi xong hả, lo cho vợ xong và lo cho con xong đi, con học đại học rồi con đi lớn lên rồi ra trường rồi cưới vợ rồi đẻ cháu nội cháu ngoại đi rồi không, thì cuối cùng quay lại thì cái đốc đó mới gọi là tề gia, lúc nó mới đi tu. Thì lúc đó đó tới giờ rồi, tới giờ diêm vương kêu rồi, rủ sổ rồi, lấy gì tu. Ông bà chúng ta trước đây cũng lo là miếng ăn, rồi lo cho bản thân, rồi lo cho con cái, rồi tới chừng tới ngày cái diêm vương chủ sổ là bắt đầu quay lại địa ngục đang đỏ ở dưới, ăn những cái sinh mạng chẳng hạn như tôm cua cá gà vịt hay là tất cả các cái sinh mạng ăn vô mình, rồi tới chừng ngày chết là chưa trả được hết gì hết, chưa tu được hết đó. Thì coi như là cái vụ tề gia là nó thôi để cho lo gia đình xong đi rồi tu, mà lo gia đình xong rồi hoàng thì con thì vô đại học, cái đại học xong hoàng cái cưới vợ, rồi cưới vợ xong hoàng cái đẻ cháu nội cháu ngoại đó, thì cưới vợ gả chồng đó, đẻ cháu nội cháu ngoại, thì cuối cùng tu không kịp. Đó là tề gia trị quốc. Thì nếu trường hợp già rồi, giờ làm sao ra này làm đạo, làm sao đắc đạo đắc quả được ha, làm sao trị quốc được, rồi lúc đó làm sao lấy được lòng của thiên hạ, lấy được lòng dân, thì tề gia trị quốc bình thiên hạ ha. Bây giờ chúng ta coi sư bá sẽ chia sẻ về sư Minh Tuệ nhẹ nhẹ tí xíu thôi, chứ còn nói sâu quá thì coi chừng không có hay lắm. Hay là nói câu nói là công trình công quả công phu. Thì công trình của ngài sư Minh Tuệ là ngài đi quyết một cái bộ hành từ nam chí bắc mấy vòng là công trình. Công quả là ngài đã cố gắng làm tất cả các việc tu để thành quả đắc quả là công quả. Công phu là ngài ngồi ngài thiền định ăn cơm thì sinh, mà ngủ thì ngủ nghĩa địa, ngủ nhà quan, ngồi thiền định tối ngày ngồi ngủ không, ngủ ngồi không là công phu. Công trình công quả công phu, trong ba cái đó ta tu cái nào, thì rõ ràng là công trình công quả công phu, trong ba cái đó cái nào con cũng tu. Thì bây giờ sư Minh Tuệ đã đưa ra, đã làm một cái việc là tề gia trị quốc bình thiên hạ, hay là công trình công quả công phu. Công trình của sư Minh Tuệ đã đi một vòng, hai ba vòng ở Việt Nam mình, và cuối cùng hiện tại giờ công trình của ông đi đến nỗi mức độ mà cái chân ngày trai mà nắng giữa chang chang ban ngày 11, 12 giờ trưa mà nắng đổ lửa vậy mà ngài vẫn bước đi được, đi thấm thoát, đi không biết nóng gì hết. Đó là một công trình của ngài. Công quả là ngài đã tu, hiện giờ đã thành quả, chánh quả, đắc quả, và mọi người đang tôn sùng sư Minh Tuệ là một vị đắc đạo, một vị Phật sống. Đó là công quả. Công phu của ngài thì hiện tại giờ phút này đố ai công phu hơn thầy Minh Tuệ ngủ ngồi bao nhiêu năm nay. À, gì đạo Phật, trời đất ơi, sao ốc khác nữa rồi, kỳ gì trời, mỗi lần nói đây là quý vị coi, quá trời ốc khác, giận lên luôn. Thì thôi cái chuyện mà mình nói về sư Minh Tuệ thì cũng nói nhìn vừa thôi, chứ không dám nói sâu lắm, bởi vì nói sâu coi chừng phạm, mà mỗi lần nói tới sư Minh Tuệ cái ốc ác nó rỡn trần. Có nhiều bữa mà sư bá mà về tới cốc sư Minh Tuệ đó, giờ quỳ xuống đó rồi kính lễ, rồi bắt đầu
lại rồi ra bài pháp á, con người nó rùng rợn mà khóc luôn. Bữa đó sư bá khóc, khóc tại đó luôn, khóc về cái bài kinh mẫu, khóc luôn đó, mà nói sự minh đại. Còn nếu về cô Phương Hằng nha, nếu mà nói về cô Phương Hằng thì mình xin nói câu này: nếu Việt Nam chúng ta được vài chục người như cô Phương Hằng thì tuyệt đỉnh luôn. Lại ốc ác nổi rồi, kỳ á, không hiểu bữa nay có kỳ đó. Nếu mà nói về cô Phương Hằng thì tôi không dám nói cái xấu, mà tôi chỉ nói cái tốt. Như sư Minh Tệ thì tôi nãy giờ tôi đã nói cái tốt, tốt không à. Bây giờ cô Phương Hằng, nếu trường hợp được như những người như cô Phương Hằng, cô là làm cho coi như là mẫu tim cho trẻ em nè, rồi cô dít là cô cũng bệnh cô dít, cô cũng là làm là oxy nè, nói chung cô làm tất cả các việc thiện, mà việc thiện của cô làm rất tuyệt đỉnh. Còn cái việc mà cô mà bị vừa rồi đó, thì thay vì người ta về người ta thủ tiền người ta cắt, chứ mắc cái gì mà phải đi ra mà cho tiền quá trời quá đất, cho nào là trước là chú Dũng là voi đã cho trước mấy tỷ, rồi sau ngày cô Phương Hằng về cho thêm mấy tỷ nữa, và cho thêm 10 tỷ nữa, thì tính ra tổng cộng là 25 tỷ. Nếu Việt Nam mình mà có được chừng vài chục người như vậy đi, hay là vài trăm người như vậy thì quá khỏe, quá. Việt Nam mình như vậy thì nhà nước mình nó đỡ lắm, khỏe lắm. Cứu mà Bảo Lục mà cứu được bây giờ mấy chục tỷ là cứu được nhiều lắm lắm, nhiều người lắm đó quý vị. Còn những lời nói của cô á, thì cô nói như thế nào đó là cái chuyện đó là chuyện nhân quả của cô với lại thầy Minh Tuệ. Mình không xía vô, bị người người tu là không xía vô. Chẳng hạn như nói cô nói này, mình xin có nhiều người trước đây cũng hỏi hỏi sư bá cái vụ mà cô Phương Hằng và thầy Minh Tuệ, thì mình trả lời câu nói này là: người khôn nói ít nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa lời hỏi han. Trước người hiền đừng nghĩ mình khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đường mà đi. Chuyện đời chớ nói làm chi, việc mình biết, thế là người khôn. Tự nhiên cô Phương Hằng với Phương Minh Tệ hai người có nhau, tự nhiên mình sáp vô, mình súng vô, mình la lối, mình lên mạng cự nữ chùm tùm lum hết, chửi mắng cô Phương Hằng tùm lum. Ủa chửi chi vậy? Sao những chuyện tốt ta làm không nói? Mà chuyện có gì đâu, hai cô Phương Hằng với Minh Tệ thì cái đó nhân quả với nhau thì không biết, mắc gì mà phải xía vô mình chửi vô, phải không? Hay là phải hiểu cho rằng chữ dạy khôn, thế nào là dạy, thế nào là khôn. Khôn trong lấn lướt là khôn dạy, dạy biết nhịn nhường ấy dạy khôn. Trời đất ơi, nó tuyệt đỉnh không có gì. Mắc cái gì mà chuyện của người ta mà xía vô. Vậy hổ tu dữ lắm, tu nhiều lắm, rồi tu cái gì mà quay qua lại chuyện của người ta xía vô, cử sùm rồi khán giả bình luận rồi nói này nói kia tùm lum hết. Thôi coi như mình chỉ muốn nói cái tốt của cô Phương Hằng là đã như vậy. Còn cái chuyện của cô làm cái chuyện gì, nhân quả của cô và thầy Minh Tuệ, còn cô làm gì sai, đó gọi là pháp luật, có pháp luật. Mình đừng xía vô, mình đừng có thay trời hành đạo, mình đừng có thay pháp luật, mình đừng có thay ông Sư Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ. Bởi vì cô nói sư Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ đâu có trả lời đâu, đâu có cự nữ gì đâu, đâu có động gì đâu, tự nhiên nhảy vô là nói này kia nọ bên Nhật. Có lẽ là sư bá nói như vậy cũng có thể hình như giống như cái phản biện là cũng có nhiều người là không đồng tình với sư bá đâu. Nhưng mà sư bá chỉ muốn nói là cái nào tốt thì sư bá nói, còn cái nào xấu thì sư bá không dám nói. Còn đừng nói người đó xấu, đừng nói cô Phương Hằng xấu, và đừng nói người này xấu người kia xấu, tại vì người ta chưa được tốt gì hết. Cái người nào mà làm mà nói xấu, tại người ta chưa được tốt chứ phải xấu. Nếu mà mình biết chuyện đó xấu đó, rồi mướn mình nói, mình có nói không? Chắc chắn mướn mình nói mình không nói đâu. Mà giờ tự nhiên mình nói người ta xấu đâu được, tại người đó chưa được tốt quý vị. Đây. Còn nếu trường hợp nói về đạo và đời, hay đạo và tu, thì mình xin nói đạo là một tình thương, một cái tình thương bao la, một cái tình thương không thể tưởng tượng, mà thương tất cả mọi người, thương thầy nói là thương khắp muôn loài lẫn chúng sanh, là cái đạo, là phải có tình thương mới là đạo. Còn tu là gì? Tu là một cái trường học, một cái con đường để chúng ta từ tối ra sáng, ha, từ đen nó ra trắng. Chúng ta nghĩ đi, tại sao ông trời tạo ra chúng ta có hai bàn tay, tay này tay trái, tay này tay phải, thì chúng ta cố gắng dễ thôi, lật qua lật lại thôi, trái bỏ,
phải làm, thấy không? Trái bỏ phải làm, mình cứ nghĩ vậy đi, trước khi mình làm việc gì là trái bỏ phải làm. Cái này nó đen, cái mu bằng bàn tay nó đen, nó đen nhưng mà nó không có ác, nhưng mà cái lòng bàn tay nó trắng, nó đẹp mà nó ác nhiều lắm. Cầm dao nè, cầm búa nè, cầm tất cả cái gì nè, giết vật hay vật này kia nọ, hay làm những gì gì mà cũng là bàn tay này làm nên việc lớn, là cầm giết, thấy không, vẽ này kia nọ, hay làm được các việc thiện. Thì bây giờ nhưng mà cái này nó còn dính cái ác, bằng trắng này nó ác, thấy không? Cái đen này nó không có ác. Thành ra mình nghĩ là trắng và đen, thì thôi bây giờ chúng ta làm sao, chúng ta nghĩ là trời tạo hóa đã cho chúng ta hai bàn tay, trái bỏ phải làm. Thì chuyện của cô Phương Hằng và thầy Minh Tuệ, nếu trường hợp ta nói chuyện gì trái thì không nên xía vào, không được dính vào. Phải, chúng ta cứ nói đó, cứ nói cái việc tốt của người ta đi, để làm chi người ta còn phát huy, người ta còn làm nữa. Nếu mà nói việc tốt của Phương Hằng, cô Hằng nghe được cái này của Phương Hằng, nói ồ thôi bây giờ nếu trường hợp cho được vài chục tỷ nữa, không mà cổ dám bán viên kim cương của cổ là 1.000 tỷ để cô ủng hộ cho mặt trận Tổ quốc hết, thử hỏi Việt Nam mình ai dám làm việc đó? Ai dám làm cái gì mà cô nói là cô làm thiệt à, chứ mới không ha. Còn trước giờ là cô nào là trợ làm cho tất cả cái việc thiện là nhiều lắm đó, thành thành ra mình chỉ nói vậy thôi. Còn nếu ai thấy mình nói như vậy mà có phản biện thì cũng quan hệ cho mình nha, tại vì nói theo công tâm về mình cảm nhận vậy ha. A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sơn Kỳ Hương Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ con cũng rất là cảm ơn sư bá. Thì hôm nay á, trong cái đời này là sư bá thì nó có cái đạo và cái đời. Dạ. Thì có phải là cái năm thìn này là sư bá, sao có nhiều mà cái thiên tai này ha, và cái dịch bệnh nữa nè, rồi nó lại nước thì nó ngập nè. Thì trong cái thời kỳ này nếu mà mình nói đời thì bữa nay thì sư bá nói về cái đạo và những cái chuyện đó để cho mọi người bắt đầu nghe để tu tập đó sư bá. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi nói thì sư bá cũng xin sám hối là cách mấy tháng trước sư bá có nói một clip là thiền định là chuyện bình thường, nhập định mới biết thiên đường ra sao, nhập định thì phải mau mau thực hiện nhiệm vụ Phật trao cho mình. Và có người cũng phản biện mình là nói là thiên chơ cơ là chuyện của trời, xin hỏi ông đạo bao giờ núi tan, chớ đừng có dội mơ mà coi chừng tẩu quả mà tan xác hồn. Thì mình trả lời câu nói là thiên cơ là chuyện của trời, nếu ta không biết cuộc đời bước đi, hãy tìm cái đạo du di thì ta sẽ biết việc gì xảy ra. Cuộc đời Phật Phật Ma Ma, ta đây đã báo cho A biết rồi, không tin là chuyện của người, còn ta lo chuyện cho đời an vui. Và cuối cùng sư bá có nói một bài thơ là đời còn chẳng có bao lâu, làm người phải biết tầm sâu đạo màu, khắp trên thế giới hoàn cầu, dông bão tai ách thảm sầu nạn tai. Vậy thì thức tỉnh hôm nay, ăn chay niệm Phật ngày mai nhẹ nhàng, dù cho tiền đất bạc ngàn, hồn lìa khỏi xác muộn màng chữ tu. Thì cái bài thơ đó ngẫu nhiên là tự nhiên sư bá nói ra vậy, nhưng mà vừa rồi thì thôi sư bá xin sám hối là nói rồi cuối cùng dông bão lên nhiều quá, mà thiên tai bão lụt nhiều quá, thì sư bá xin thành thân sám hối là trong cái bài đó có lẽ là hình như là ơn trên cũng cho mình nói trước để mình phòng ngừa, nhưng mà thật sự là quá quá thảm khốc, quá đau thương. Và cái bài thơ đó nó đi đâu với cái bài của Phật đã nói trước là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau sẽ thấy việc thảm sầu xảy ra, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bả cha mới biết người khùng là ai. Thì mình xin chia sẻ cái đề tài này là người khùng là sao, tại sao kêu là người khùng. Quý vị ơi, mọi người dọn lên bàn tôm, cua, cá, gà, vịt, heo, bò hay những cái loại hải sản hay thú rừng ngon quá, nhưng mà tự nhiên mình nói mình không ăn, mình ăn tàu hũ là ăn rau muống, ăn này kia nọ tương trao thôi, thì người ta chửi mình khùng, đồ ngon không ăn mà ăn mấy cái này mà nó hôi ngon,
là chữa mình khùng. Thêm cái thứ hai nữa là tiền bạc thay vì chúng ta mua vàng, các nhà lầu, mua xe hơi để chạy cho sướng, mắc gì sách đi cho hết trơn, cho rồi giờ thiếu nợ tùm lum, đó, đủ thứ hết, rồi gọi là người ta chữ mình là khùng. Nhưng mà khùng thì thầy có nói là khùng này là khùng của thần tiên mà đi xuống trần miền để giải cứu thế gian. Cái khùng này nó khác gì à? Mà có cái câu là trong Phật thầy Tây An và Đức Quỳnh Giáo Chủ là với ngài Cứ Đa có nói là thầy khùng trò lại quá điên, mà điên này là đi của thần tiên, ha, điên của thần tiên. Thì bây giờ mình tu mà không giống thầy, không giống khùng, không giống điên thì tu làm gì? Thành ra là cái chữ là bá gia mới biết người khùng là ai. Nếu trường hợp chúng ta biết là nãy giờ tôi cũng có nói cái clip trước là chúng ta ngồi ăn chay hết thì đâu có chuyện chiến tranh xảy ra đâu kia, thì cái đó là cũng là một cái đề tài là nhạy bén để chúng ta hiểu được. Quay về tu đi. Chẳng hạn như là chiến tranh thế giới mà bên hai châu Á bom nguyên tử, bên Nhật đó, bên Nhật bỏ đó, thì cuối cùng những người sống lại thì đã kiểm nghiệm và đã kiểm chứng lại là những người đó ăn chay, chống được cái chất độc của nguyên tử, và ăn chay hiền có khi là coi như là ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho, thì những người hiền đó thì khi mà chuyện gì xảy ra thì ơn trên đó là đưa cho mình đi, chẳng hạn như đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ gì đó, đi chỗ đó bắt đầu quay là ở đó chỗ đó là nó xảy ra bão lụt rồi kia nọ, nhiều người ở đó chết nhưng mà những người đi không chết. Mà đơn giản một điều là khi bão chuẩn bị xảy ra thì mọi người được nhà nước chúng ta, được nhà nước chúng ta đưa đi lánh nạn, đưa đi chỗ khác gọi là tránh bão. Đó là rõ ràng là nếu trường hợp là cái chuyện đó là chuyện gọi là ơn trên, gọi là coi như là dông bão đưa tới, thì đài khí tượng chúng ta đã biết trước và đài khí tượng chúng ta là thông báo ra, thì nhà nước chúng ta nào là đưa bà con cô bác, đưa người này kia, nào xuồng, nào là bộ đội đưa đi lánh bão, đưa đi lánh bão, thì cuối cùng quay lại là sao, đỡ không, đỡ chứ. Còn bằng không là dính ra chỗ đó là mệt lắm, dính cái bão mệt lắm. Còn cái chuyện bất ngờ vừa quá là một cơn bão quá sức tưởng tượng ha. Thì nói câu nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau sẽ thấy việc thảm sầu xảy ra. Thì thảm sầu xảy ra là gì? Chừng ấy nổi dậy phong ba, phong phải gió không có gì, mà ba là ba đào chuyển động, rồi có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Thí dụ con nghiệt thú á, thường thường bên Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hay nói là con nghiệt thú này là ông Năm Chèo. Ông Năm Chèo xảy ra, nhưng mà cái này thì vừa đâu phải ông Năm Chèo đâu. Nghiệt là nghiệt ngã quá, mà coi như là giết mà còn hơn thú nữa. Giết một cái không thể tưởng tượng, mà chết coi như không thể tưởng tượng luôn. Là nghiệt thú, nghiệt ngã, mà coi như là ác quá. Nghiệt thú nuốt mà người hung. Thì nếu từng cái người mà đã được đưa chuyển đi trước rồi thì không sao, mà cái người hung ở đó không biết gì hết, có khi là không chịu đi, rồi bắt đầu cơn bão ập tới là sạt đất, là động chết người kia nọ, đúng là người hung đó. Thì đến chừng thú ấy phục tùng, là sau khi mà cơn bão xong đàng hoàng, thế gian mới biết người khùng là ai. Xin thưa tất cả quý vị, thì người hiền, người tu thì hình như ít có khi bị nạn, ít có khi bị chết nhiều. Bởi vì có, nếu mà họ nghe cái nhà nước kêu khuyến khích cái đi liền à. Khuyến khích đi liền, giống như bên Mỹ vậy đó. Quay qua lại một cái, quá trời người không, coi như di chuyển á, chuyển hàng triệu người thì đã chết, còn bằng không thì ở đó thì chết nhiều lắm. Nếu trường hợp mới như vậy, hung là gì, kêu đi di tản, kêu đi lánh nạn đi, không chịu, mình cứ cứng đầu mình ở đó hoài, rồi cuối cùng mình chết là phải hung ngồi như vậy. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì con cũng rất là cảm ơn sư bá hôm nay đã chia sẻ những cái câu chuyện để cho mọi người mà bắt đầu là ăn tương và làm lành và niệm Phật. Thì
Sư bá cuối lời thì có một cái bài pháp nào hát cho mọi người nghe, hoặc là để lại cho những người mọi người nghe một cái gì đó để bắt đầu mà biết mà lo lo mau mau tu tập á sư bá? Thì sư bá nói tiếp thêm một phần nữa là dạ. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng hiu hắt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến duyên di hải, dùng phép màu lập đời tướng quân. Chuyện thiên cơ khùng đã tỏ hết trơn. Cũng chứ khùng nữa gì à, cũng chứ khùng nữa. Mà khùng tỏ là khùng gì? Khùng đã nói trước cho mọi người biết để lo lánh nạn. Nếu tất cả chúng ta mà quay lại tu hiền hết thì đâu có gì đâu, đâu có chiến tranh. Bây giờ mà mấy ông mà bên Ukraine hay là mấy ông mà bên Liên Nga rồi đó, mấy ông tu kêu cầm súng bắn đâu dám bắn. Thấy không? Quý vị rõ không? Tự chúng ta giết hại nhau, tự chúng ta giết nhau. Đó. Rồi mang súng đạn cho nặng cho rồi bắn đùng đùng bắn chi vậy? Bắn chết. Tội lắm. Mà nếu người tu người ta không dám làm chuyện đó. Thấy không? Thì bây giờ thì sư bá cũng khuyên quý vị như thế này. Ví dụ chúng ta ăn chay trường như sư bá là không được, thì ăn mười mấy năm rồi không được, mà nói thật là ăn chay trường nó không chết đâu quý vị ơi, nó cũng khỏe lắm, ăn để thanh lọc mà không sao. Nhưng như thầy Minh Tuệ ăn có một bữa một đó, phải không, nhưng mà cuối cùng cũng khỏe. Thì ăn chay trường không được thì quý vị ăn dùm dùm sư bá cái này nhẹ nhẹ chút xíu ha. Nếu mà vui thì quý vị ăn dùm để cho vừa thanh lọc cơ thể, vừa khỏe con người, mà vừa đỡ hung ác, được đỡ sát nghiệp. Thì bữa nay chúng ta ăn mặn, ngày mai chúng ta ăn chay, rồi ngày mốt chúng ta ăn mặn, bữa kia chúng ta ăn chay, bữa nọ ăn mặn, bữa nọ ăn chay. Nhưng mà bữa nào mình đang ăn chay mà nó thèm mặn đó, trong tư tưởng mình thèm mặn đó, mình nói cô nói nè, con lại các ngài ơi là các ngài làm ơn ăn chay dùm con bữa nay, cho con ăn chay bữa nay đi, ngày mai con cho các ngài ăn mặn. À, bây giờ thí dụ mình lỡ thèm quá mình nói, dạ con lại các ngài là ngài cái tâm trí của mình đó, lại cái tánh tánh của mình đó. Là con lại các ngài cho con ráng cố gắng phù hộ độ cho con ăn chay bữa nay đi, ngày mai con ăn mặn. Rồi ngày mốt ăn chay, bữa kia ăn mặn thì tiền tháng mình được 15 ngày. Thì nếu trường hợp như vậy thì quý vị thấy không? Nhẹ lắm quý vị. Nó dễ ăn lắm, nó không khó. Mà ăn chay để gì? Thanh lọc cơ thể, ăn chay để khỏe mạnh. Ha, ăn chay để có lợi cho sức khỏe và có lợi cho muôn loài, có lợi cho thế giới chúng ta. Có cái cuộn phim mà giả sử nếu ngày mai tới thì nếu tất cả thế giới chúng ta ăn chay một ngày thì cứu được cả thế giới được một năm. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là sư bá sẽ chia sẻ với quý vị là trong 10 điều huyến tu mà một hai điều thôi, chẳng hạn như là để cho nhẹ nhàng hiền hậu. Thì điều thứ hai, thầy khuyên đệ tử tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Rồi dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, du di phẩm vị thầy dành cho con. Điều thứ ba thì dạng toàn đức hạnh, ti bán buôn cơ cực tảo thần, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng đem những chuyện phi nhân gạt lường. Dù tiền bạc càng rương đầy tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn. Là điều thứ nhì nói về tình nghĩa bạn bè. Điều thứ ba là nói về cách sống mua bán sinh lợi mỗi ngày. Điều thứ tư thì nói về chừng về cách ăn chay. Là điều thứ tư pháp môn quy lực, lục thập chay gắn sức trao rồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó là điều thứ tư nói về lòng từ bi, chúng ta không nên ăn giết vật đó. Điều thứ năm nói về sự kiên nhẫn. Là điều thứ năm quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận cái lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử, rộng tình vô câu.
muôn việc xảy là bắt đầu sanh nộ, là nguyên nhân thống khổ lý tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn, nét bàn không xa. Thì trong đó nó liên hệ với câu là ai chữ mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn quà ta giữ đầu tiên. Thì đâu có mang câu thù quán. Thì nếu trường hợp cái điều thứ năm thì dạy chúng ta là sự kiên nhẫn, sự nhẹ nhàng, nhẫn không có gây thù quán nhau. Còn điều thứ sáu, lời nào thầy dặn, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, đem sám kinh tự của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn thảnh thơi. Là điều thứ sáu là nói về cái cách hành đạo, cách tu. Mỗi một ngày chúng ta cố gắng, thí dụ ngủ nhiều, ăn nhiều nữa, chúng ta dành là thời gian một ngày khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ để chúng ta là thiền định rồi tu tập rồi chỉnh đốn lại. Câu như một ngày chúng ta làm 8 tiếng đồng hồ mệt quá thì chúng ta cho nghỉ ngơi lại cho nó khỏe, giống như chiếc xe mà chạy vô nóng máy quá thì cho nó nghỉ ngơi chút xíu rồi bắt đầu quay lại thì chúng ta cho dần máy chạy tiếp. Đó là điều thứ sáu. Điều thứ bảy nói về cách sống hiện tại giờ này là để tạo phước đức. Là điều thứ bảy, quyết tăng công quả, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần có. Đó, lâm cơn hoạn nạn đâu quý vị à, vừa rồi là Yên Bái, rồi Lào Cai, rồi coi như là Gia Lai, rồi đủ thứ, nói chung tất cả các cái là lâm cơn hoạn nạn khi nào cần có. Thì sư bá cũng có cái vừa rồi là đã đi dọn dẹn là vừa đi vừa về là 26 ngày là vừa ra Gia Lai rồi ra Lào Cai rồi ra Yên Bái rồi phát quà đoàn là thứ nhất là chi chung Châu Phú, đoàn thứ hai là phát quà chung với đoàn bên Hội Cựu Chiến binh, và đoàn thứ ba là đi phát quà với là các mặt trận Tổ quốc. Thì rõ ràng rồi mấy đoàn từ thiện chẳng hạn như là các chùa, rồi sư bá đã ra tới nơi tận Yên Bái rồi tận Lào Cai rồi ra tới Lồng Nũ để giúp người ta là lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Rồi phước đức đó vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ là không. Con ơi trong cõi hồng trần mấy ai giữ được tấm lòng thanh cao. Thì sư bá cũng cảm thấy rất vui khi vừa rồi là 26 ngày sư bá chinh chiến ở ngoài Hà Nội tất cả các miền để lặn lội vô những vùng sâu, vùng lũ, rồi cứu trợ, rồi khuyên nhủ mọi người. Nhưng mọi người thì cũng có đồng tâm với sư bá là hứa sẽ ăn chay, sẽ làm lành lánh dữ. Đó, đó là điều thứ bảy. Điều thứ tám là quyết không ngần ngại. Hay là điều thứ tám, lời nào thầy dạy, dù khổ lao chớ ngại công trình. Biết rằng con phải hy sinh, nếu mình đi vô vùng lũ đất trời đó, lỡ mà có chuyện gì căng lắm á, có gì Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao. Thì đi vô vùng lũ cứ đi đại, không sao. Đừng chấp việc núi cao hay rừng thẳm. Lại chúng ta đi lên đó, đi lên cái núi coi như là chỗ mà hình như là Lào Cai đó. Lên núi cao, cao lắm. Đừng chấp việc núi cao hay rừng thẳm. Lên cho đó vừa núi cao mà rừng thẳm. Hay là đường muôn dặm xa xăm. Sư bá từ ở trong miền Nam mà đi ra tới đó, bay ra đó cả ngàn mấy, gần 2.000 cây số. Hay là đường muôn dặm xa xăm, nếu con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo hót dòng tử sanh. Quý vị thấy không? Cái điều thứ 8, lời nào thầy dạy, dù khổ lao trớ ngại công trình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao. Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm, hay là đường muôn dặm xa xăm. Sư bá đây ra Gia Lai rồi xong bay ra Hà Nội rồi đi tất cả các miền, mà bay vô bay ra đi vậy là nhiêu, 1-2 ngàn cây số. Hay là đường muôn dặm xa xăm, cố gắng đi, quyết lòng đi, vô tới vùng lũ cứu đạo mọi người, và bắt đầu khuyên mọi người ráng cố gắng ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, tu hiền theo Phật đạo. Hay là đường muôn dặm xa xăm, nếu con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng thử sanh. Thì hai câu này sư bá không dám nói là đắc đạo không đắc đạo, nhưng mà ngược lại hai câu này đã chứng minh và hiển thị là sư bá đã được tới giờ phút này không có bệnh, không có đau, mà cũng không có uống thuốc, mà sức khỏe vẫn bình thường, gọi là phi thường. Đó,
mà ăn chay nha quý vị, ăn chay. Rồi bắt đầu điều thứ 9 nha. Điều thứ 9, đạo lành căn bản, giữ làm sao có bạn không thù. Từ nay con quyết lòng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Ủa, mình đâu có lỗi đó. Nhưng mà thí dụ mà lỡ mà mình với hai người kia cự lộn với nhau, lỗi của ông kia chứ không phải lỗi của mình. Nhưng ngược lại mình hạ mình nhận lỗi, mình xin lỗi đi, thì người ta nhẹ nhàng với mình chứ có gì đâu, phải không? Nhẹ nhàng người ta sẽ tha lỗi. Và cuối cùng người ta nói không có đâu, lỗi không của tôi chứ đâu phải của ông đó, phải không? Thôi giờ mình hòa nhau vui vẻ thôi. Đó là hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng hơn người dù phải ép lòng. Đừng ham những chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi. Liên hệ lại cái câu long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, thì bây giờ đơn giản một điều là điều thứ 9, đạo lành căn bản, giữ làm sao có bạn không thù. À, có bạn à, đâu có thù đâu, tự nhiên đánh nhau bắn nhau chi giờ thù. Bây giờ vui vẻ tôi với ông ăn chay, tôi với ông tu ông cúng lại, à, nhớ cố gắng là cha già là Phật Thích Ca, mẹ già là Phật Quan Âm tại nhà, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. À, mình vui vẻ bạn bè đồng đạo tất cả các cái hết, thì làm sao có quán có thù, làm sao có quán có thù, phải không? Lời của thầy dạy tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh. Đó gọi là lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, mình nói cho nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó không có tạo hận thù thì hòa trong hiệp ngoại. Đừng hơn người dù phải ép lòng, mình nhịn chút xíu đi, mình chịu thiệt chút xíu đi thì mới ép lòng đi. Đừng ham những chuyện mênh mông, giàu sang quá trời chi làm gì kia nhiều quá chi. Đừng ham những chuyện mong mong, vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi. Giống như thầy Minh Tại, vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi. Ha. Rồi bắt đầu điều thứ 10, 10 ghi chăm nhớ. Phật Pháp Tăng con chớ quên ơn. Gia đình nghĩa trọng thì hơn, tình thương xã hội giúp thiết cận. Ơn tổ tiên dành phần con đó, đó là điều dạy bảo thầy mong. Con ơi hãy khắc ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết, mấy dòng tự văn, lời của Phật viết, lời của Phật Tây Tạng đã nói câu nói là con ơi hãy nhớ ghi lòng, hãy khắc ghi lòng bấy nhiêu tâm quyết, mấy dòng tự văn Phật đã để ra, đã đề ra 10 điều chúng tu, mong chúng ta thực hiện, chúng ta cố gắng, chúng ta tu và trở thành hành hiền, làm hiền lánh dữ, mà chúng ta không chịu biết cái chỗ đó thì 10 điều khiến tu. Nhưng mà hồi nãy sư bá là né cái chỗ là cái câu 1, nhưng bây giờ sư bá nói về câu 1 là chút xíu là điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ. Lòng trung kiên muôn thở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Người này chửi nặng người kia, nhẹ này kia nọ, là quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Quyết định tu là tu, dầu cho như thế nào đi nữa, chửi khùng, chửi điên, chửi này, chửi kia cùng lum, dù cho nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Muôn thử thách đang dây con đó, là mình đi tu, nhiều người kiếm chuyện, nhiều người nói này nói kia tùm lum đủ thứ, rồi gian khổ, rồi khó khăn đủ thứ, là muôn thử thách đang dây con đó. Rồi coi như lúc đầu tiên tôi lên núi tôi tu là không có đồ ăn, rồi ăn cơm với rau cải, ăn với nước tương, ăn cực khổ lắm. Là muôn thử thách đang dây con đó, là chớ nản lòng công khó tiêu tan. Nếu lúc đó tôi nản lòng thì giờ này không được mười mấy năm mà trường trai mà tu đâu quý vị ạ. À, chớ nản lòng công khó tiêu tan. Rồi nói câu nói là việc chi còn ở trần gian, việc chi còn ở trần gian, là cô Phương Hàm chứ ông thầy Minh Tại hai việc đó cậy người ta. Việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc, chớ mang trong lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ nghe quý vị, việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc, chớ mang trong lòng. Giống như câu nói hồi nãy hỏi tôi là thầy Minh Tại và cô Phương Hàm sao, thì mình trả lời là việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc, chớ mang trong lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con rất là cảm ơn sư bá. Thì mọi người ơi, thì mọi người có xem được hết cái đoạn clip này á, thì có những cái lời bình luận thì hãy viết lên để cho những cái clip sau á, mọi người có thắc mắc gì đó thì hãy gửi về chương trình để mình sẽ hỏi về sư bá, sẽ chia sẻ tất cả các clip cho mọi người xem. Nam mô A Di Đà Phật.